kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Zelensky mới đây đã tuyên bố các lực lượng Kiev không chỉ giành được thắng lợi quân sự trước Nga ở thị trấn miền đông Lyman, mà họ còn giành lại quyền kiểm soát hai khu định cư nhỏ là Akhahelsky và myro ở Kherson, miền nam nước này. Theo nguồn tin mới nhất, quân Ukraine hôm 3 tháng 10 đã giành lại quyền kiểm soát các thị trấn dọc theo bờ phía tây của sông Nipro ở miền nam Ukraine, buộc các lực lượng Moscow phải rời bỏ lãnh thổ dọc theo chiến tuyến chính thứ hai chỉ vài ngày sau khi tuyên bố sáp nhập. Quy mô đợt tiến công này của phía Ukraine vẫn chưa được xác nhận. Xong, các blogger quân sự Nga đã đề cập một đợt tiến công của xe tăng Ukraine qua hàng chục km lãnh thổ dọc theo bờ sông Dnipro. Động thái có thể khiến hàng nghìn binh sĩ Nga bị mắc kẹt ở phía bên kia sông và bị cắt đứt mọi nguồn tiếp tế. Bên cạnh đó, các lực lượng Kiev cũng đang đẩy mạnh nỗ lực tái chiếm một số lãnh thổ thuộc vùng miền đông Luhansk đã rơi vào tay Nga. Điều đó đồng nghĩa với việc phía Nga hiện không còn nắm giữ quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của bất cứ khu vực Ukraine nào mà Moscow đã tuyên bố sẽ xác nhập.